của Vĩnh Long đây. Đến đây nè, tôi mua cho. Dạ. Chôm chôm ngọt lắm phải không? Dạ. Nguyên một quài đằng kia chị anh. Nhớ mùa chôm chôm trước, mùa chôm chôm chín rộ, thắm như hoa hàm tiêu. Chuyện tình cờ chẳng hẹn mà nên thương. Khi xe vừa đổ bên, cô em cười tươi thắm, mời anh mua chôm chôm. Mình được làm quen sợ buổi đầu tiên lời chẳng ngán lời. Trận mưa chiều lạnh lắm anh ơi, đường vắng xa xôi em phải về sớm nhỏ. Nè. Dạ, anh có hỏi gì á thì hỏi lẹ lên đi. Có mua gì á thì mua lẹ lên đi. Tôi còn phải gì nữa đó. Tiếng cười thay tiếng nói, đêm vui thay tiếng chào, luyện trong theo tà áo. Đấy rồi nghe vẫn dương, khi ấy người bạn quý là Hà Nàng. Anh mời em vào quán nhỏ, gió yêu yêu dằn mắt hạt mưa buồn. Đưa anh sang sông thăm vườn trái ngọt, xuống nhỏ bắp bờ rẽ sông tiền giang. Hai đứa ngồi trên xuồng mái đuôi tôm, mưa lất vất nhạt nhòa trên sông giang. Mười ngón tay tìm nhau trên lối mộng, tình đã nặng tình với sông rộng trời cao. Thế rồi mùa mưa tới, mùa chôm chôm chín rộ, thắm như hoa hàm tiêu. Không quăng son khi em xin mong ước yêu thương dâng ngập lòng. Vì người yêu thơ xưa đã trở lại tim nàng với lệ giật cầu hôn. Bên nhau lòng phơi phới tình yêu về dặn lối. Tình đẹp mùa chương chương. Tôi đứng cạnh bên em dưới góc chôm chôm cuối mùa chín ân.
Nhìn tóc em bay gió dần, đôi má thắm tình đầu tiên gửi lại bến Long Hồ. Cảm ơn quý vị vừa theo dõi tiếp chương trình Cải Lương Tôi Yêu qua bài Tân Cổ Giao Duyên Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm. Và bài hát vừa rồi cũng kết thúc chương trình Cải Lương Tôi Yêu Show ngày hôm nay. Em mời anh Quốc Võ, anh Huy Thanh cũng như Kim Tiểu Long có đôi lời tâm tình cũng như chào tạm biệt quý vị. Mời anh Quốc Võ. Vâng, thì hôm nay rất là vui khi mà gặp lại các anh em của chúng tôi ngày hôm nay, đó là Ngọc Huyền, Kim Tiểu Long giống như là anh Huy Thanh. Thì Quốc Võ cũng xin mến chào tất cả mọi người và xin chúc cho tất cả mọi người chúng ta, kể cả khán giả luôn, một ngày thật bình yên nha. Và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Quy Thanh xin kính chào quý vị khán giả của đài ABC. Chúc quý vị được nhiều sức khỏe và lúc nào cũng được may mắn. Tạm biệt tất cả quý vị. Ủa chúc gì đi chứ? Dạ thì tại vì em xuất hiện trong chương trình này hoài cho nên là cũng quen mặt rồi. Thì thôi có nhiều đó nói tới nói lui á. Cho nên thôi lúc nào cũng được khán giả thương. Đi tới đâu hát cũng được quý vị khán giả thương, mà lúc nào cũng ủng hộ, vậy là hạnh phúc lắm rồi. Cho nên lúc nào cũng ủng hộ Long và chị Ngọc Huyền nhiều hơn nữa với tất cả anh chị em nghệ sĩ nha. I love you mọi người. Dễ thương không quý vị? Thưa quý vị, Kim Tiểu Long nó xuất hiện hoài, nhưng mà cả hơn một năm nay là khán giả là nhớ em dữ lắm đó. Mới xuất hiện có một chương trình, một là Thơ Yêu Cầu Tới Tấp rồi. Quý vị ơi, những lời chân tình của anh em chúng tôi thương yêu, kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống, thân tâm thường an lạc. Và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình Ngọc Huyền Show lần tới ạ.